Chương trình Sống Đạo thân chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về ấn tín tòa giải tội. Câu hỏi là ấn tín tòa giải tội hoạt động như thế nào và bạn có thể an tâm về tính bảo mật của lời xưng tội hay không? Ấn tín tòa giải tội là một sự đòi buộc thiêng liêng và bất khả xâm phạm, buộc các linh mục phải giữ bí mật tuyệt đối về những tội mà người ta đã xưng trong tòa giải tội. Điều này có nghĩa là trong mọi trường hợp, vị linh mục không được tiết lộ nội dung của việc xưng tội, ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng hoặc bị tổn hại nghiêm trọng. Có 6 khía cạnh chính yếu của ấn tín tòa giải tội, bao gồm thứ nhất, sự bảo mật tuyệt đối. Ấn tín tòa giải tội đảm bảo rằng bất cứ điều gì được tiết lộ nơi tòa giải tội đều phải được giữ bí mật tuyệt đối. Vị linh mục không được phép tiết lộ những nội dung mà hối nhân đã xưng hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc xưng tội. Khía cạnh chính yếu thứ hai của ấn tín tòa giải tội là tính bất khả xâm phạm. Vị linh mục buộc phải giữ ấn tín tòa giải tội, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như phải đi tù hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Cam kết này là một nghĩa vụ thiêng liêng rất quan trọng. Khía cạnh thứ ba là những hệ lụy nghiêm trọng nếu vi phạm ấn tín tòa giải tội. Việc vi phạm ấn tín tòa giải tội được coi là một trong những tội nặng nhất trong giáo hội công giáo. Bất kỳ linh mục nào vi phạm ấn tín này sẽ tự động bị vạ tuyệt thông, một hình phạt nặng nề về mặt thiêng liêng. Khía cạnh chính yếu thứ tư của ấn tín tòa giải tội là bảo vệ hối nhân. Ấn tín tòa giải tội được chỉ định nhằm tạo ra một không gian an toàn và thiêng liêng để các cá nhân xưng thú tội lỗi của mình mà không sợ bị phán xét hoặc chịu hậu quả. Việc đảm bảo tính bảo mật này là hết sức quan trọng để hối nhân thành thật và cởi mở khi xưng tội. Khía cạnh chính yếu thứ năm là nền tảng lịch sử và giáo luật. Ấn tín tòa giải tội có lịch sử lâu đời trong giáo hội công giáo và có nguồn gốc sâu xa từ giáo luật. Bộ giáo luật ở các số 983 và 984 đề cập một cách rõ ràng đến tính bảo mật tuyệt đối mà các linh mục phải giữ liên quan đến những tội đã được xưng thú với họ. Và khía cạnh chính yếu thứ sáu của ấn tín tòa giải tội là sự chăm sóc mục vụ và sự tín nhiệm. Ấn tín tòa giải tội là nền tảng cho sự tin tưởng giữa linh mục và hối nhân. Ấn tín này cho phép các cá nhân tìm đến sự hướng dẫn thiêng liêng và sự giao hòa mà không ngần ngại do dự, nhận thức rằng mọi tội lỗi của họ đều sẽ được giữ kín. Nói tóm lại, ấn tín tòa giải tội là một khía cạnh thiêng liêng và bất khả nhượng của bí tích giải tội. Ấn tín này phản ánh cam kết của giáo hội trong việc cung cấp một không gian cho sự ăn năn thống hối và hòa giải chân thành, đảm bảo rằng các cá nhân có thể xưng thú mọi tội lỗi của mình với sự tin tưởng rằng mọi lời nói của họ đều sẽ được giữ kín. Tính hệ trọng của nghĩa vụ này nhấn mạnh tầm quan trọng mà giáo hội công giáo đặt vào tính thiêng liêng của bí tích giải tội.